Mọi người, rất vui vì được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Nhà Cúm. Ở trong tuần này, chân phong hay còn gọi là chân vòng kiềng là một cái thuật ngữ rất là phổ biến để nói về những người mà có đôi chân không được thẳng song song với nhau. Nếu như mà mọi người nhìn trực diện thì mọi người sẽ nhìn thấy là những bạn mà có đôi chân vòng kiềng nó sẽ có phần đầu gối cách xa nhau, tạo nên một cái hình tròn á, và mắt cá chân á thường sẽ là chạm vào nhau. Với những người mà chân cong hay là chân vòng kiềng á, không những đó là cái điểm ở trên chân mà nó còn khiến cho các nàng hay là các chàng trông lùn đi so với lại là cái chiều cao thực tế, khiến cho rất là nhiều bạn bị mất tự tin. Tuy nhiên thì mọi người hoàn toàn có thể là khắc phục bằng cách là tập luyện này, hoặc là đơn giản nhất là lựa chọn cho mình những mẫu sản phẩm nó phù hợp để nó che đi được khuyết điểm ở phần chân. Về nhược điểm chân cong á, sẽ chia 3 loại cơ bản. Đầu tiên nó sẽ là những bạn mà có chân cong hình chữ X này, thứ hai đó chính là những bạn mà có đôi chân cong hình chữ O này, còn thứ ba sẽ là những bạn mà có đôi chân hình XO. Và ứng với mỗi nhược điểm thì hôm nay cũng sẽ gợi ý 3 mẫu quần thân ái tương ứng với mỗi nhược điểm của đôi chân. Đối với chân hình chữ X thì ưu tiên lựa chọn những mẫu quần ống suông rộng. Đây là một item không thể thiếu và là chiếc quần hách sáng nhất mà những cô nàng chân cong hay chân thẳng đều rất ưa chuộng. Quần jean với chất liệu cứng sẽ giúp chân của bạn trông được đứng form hơn. Kiểu quần ống suông càng mang lại cái nhìn cho đôi chân dài này, thẳng tắp, đáng mơ ước. Đặc biệt hơn là với kiểu quần này rất là dễ để phối đồ, thời thượng và không bao giờ lỗi mốt nhé. Còn đối với nhược điểm chân chữ O thì nên là lựa chọn những mẫu quần ống đứng. Với một cái kiểu quần được thiết kế ống đứng thẳng từ trên xuống, có thể là tôn lên được cái đường nét ở phần vòng ba này và phần đùi, và đồng thời là giúp phần bắp chân trông sẽ được thon gọn hơn. Và đây cũng là một cái kiểu quần rất là dễ để mix đồ đi cùng áo kiểu này hoặc là áo sơ mi. Và đặc biệt khi mà mọi người lựa chọn những cái mẫu quần Âu á, thì hãy là lựa chọn những mẫu quần mà có phần chiết ly dọc theo phần thân quần. Như vậy tạo một cái hiệu ứng thị giác giúp đôi chân được kéo dài hơn. Đối với những bạn có nhược điểm chân cong chữ OX á, thì ưu tiên là lựa chọn những mẫu quần ống loe nhá. Tại vì là so với quần ống rộng và quần ống đứng á, thì quần ống loe còn tiến xa hơn một bước nữa trong việc kéo dài đường bắp chân và có thể là kéo thẳng đôi chân cong hình chữ XO của mọi cô nàng. Muốn mặc một chiếc quần sang chị nhất thì hãy diện cùng sang đan cao gót này hoặc là một đôi bốt để vừa đắn chân thẳng tưng vừa hách độ thon dài miên man đôi chân của mọi người. Mọi người đừng có tập trung quá vào cái phần nhược điểm ở trên cơ thể mà hãy tìm cách để có thể là khắc phục những cái nhược điểm đó. Và mình sẽ để mọi thông tin chi tiết những dòng sản phẩm mà hôm nay mình chia sẻ ở phía dưới phần mô tả của video này nhé. Và đừng quên là hãy cho mình một like, một share, một đăng ký kênh, bật thêm chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất khi mà mình lên video vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần nhé. Còn bây giờ, video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.